Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cách móc một chiếc lá rất là dễ và đơn giản. Chúng ta cùng bắt đầu nhé. Đầu tiên các bạn sẽ móc cho mình 10 mũi móc bính. Tiếp theo thì ở mũi móc đầu tiên thì chúng ta sẽ móc vào mũi móc thứ hai một mũi móc đơn. Mũi móc thứ hai thì chúng ta sẽ là một mũi nửa kép. Ở mũi móc thứ ba thì chúng ta sẽ là một mũi kép đơn. Ba mũi tiếp theo thì chúng ta sẽ móc là mũi kép đôi. Chúng ta sẽ móc đối xứng theo như bên này. Tiếp đó là một mũi kép đơn. Rồi một mũi y nửa kép. Cuối cùng là một mũi móc đơn. Ở chân móc cuối cùng này thì chúng ta sẽ móc cho mình hai mũi móc đơn chung chân nhé. Tiếp đó sang hàng hàng bên thì chúng ta sẽ móc đối xứng như hàng bên chúng ta vừa móc, đó là một là mũi nửa kép. Tiếp đó là một mũi móc kép. Rồi ba mũi thì móc kép đôi. Khi chúng ta đã móc đến cuối hàng thì mũi cuối cùng của chúng ta sẽ là một mũi trượt. Sau đó chúng ta sẽ cắt len và khâu len.